các bạn đang nghe truyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 52 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Tần Vũ nói muốn rời đi, Thiên Ngân ngẩn mặt ra, trầm ngâm một lát, lập tức trên mặt nở nụ cười nhìn Tần Vũ càng ngày càng anh tuấn, ôn tồn nói: "Ta sớm đã biết ngươi không phải người thường, mặc dù ngươi không có cánh, không cách nào tu luyện công pháp thiên nhân tộc, thế nhưng ta tin tưởng ngươi sau này nhất định nổi danh thiên giới. Hãy đi đi, ta chúc phúc cho ngươi, cánh ta cũng đã lành, cũng nên về nhà thôi." Hắn thở dài một hơi than vãn: "Nguyên lai người tốt nhất định sẽ có báo đáp, cứu ngươi cũng trở thành điều tốt của ta. Chỉ là sau này tình nhi không thể đi theo ta, ngươi có thể giúp ta chăm sóc nó không?" Nhìn tình nhi bên cạnh, chỉ thấy trong cặp mắt sáng ngời đầy vẻ kinh ngạc. Hai người này nói với nhau mấy câu đã quyết định con đường tương lai của cô bé. Cảnh này thật khiến cô bé lộ vẻ rất hoang mang. Tần Vũ ôn nhu vuốt mái tóc cô bé, mái tóc mềm mại như tới hơn 10 năm qua cô bé vẫn luôn ở chung với hắn, trong lòng có chút thân tình. Đây là lần đầu tiên sau khi chuyển sinh tới thiên giới hắn có loại cảm giác này. "Yên tâm đi, sau này tình nhi sẽ theo ta, ta sẽ không để cô bé chịu thiệt thòi đâu," Tần Vũ nói. Thiên Ngân gật gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc yên tâm, vui mừng nói: "Hôm nay ta đã giải bỏ được tâm sự, tâm kết ngàn năm cũng đã mở, ta muốn về nhà thăm cha mẹ." "Ra ra, người không thương tình nhi sao?" Nói đến đó, tình nhi dần dần hiểu được ý của hai người. Mắt bắt đầu rơm rớm nước, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện vẻ đáng thương. "Đừng rời bỏ chúng ta có được không?" Thiên Ngân ha ha cười nói: "Không phải là ra ra rời đi, mà là Vũ ca ca của ngươi phải đi, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể phát triển được." Tình nhi không có nói gì, giống như thỏ con kinh ngạc cứ như vậy nhìn Thiên Ngân. Thiên Ngân bị ánh mắt cô bé làm cho không thoải mái, nụ cười trên mặt cũng biến mất, toát ra thần sắc khác lạ, trầm thấp nói: "Kỳ thực ta cũng không muốn sớm như vậy cho hai người ra ngoài trải nghiệm. Tu vi hôm nay của Tiểu Vũ so với những đứa trẻ cùng trang lứa trên thiên giới này cao hơn rất là nhiều. Chỉ cần ngươi xử sự linh hoạt một chút sẽ không phát sinh nguy hiểm gì đâu." "Thế mà cũng nói được, ra ra hoàn toàn là muốn rời bỏ chúng ta mà." Tình nhi trong lòng cực kỳ buồn bã. Mặc dù Thiên Ngân ngày thường cũng không ở cùng bọn chúng, lại thường xuyên đi vắng, nhưng dù sao trong lòng cũng có cảm giác thân cận. Hôm nay hắn là chính thức rời đi, tình nhi bi thương nghĩ cũng chỉ tại Tần Vũ đưa ra yêu cầu muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ trong lòng cô bé muốn đổ tất cả tội lỗi này lên đầu Tần Vũ. Bên ngoài căn nhà, gió biển gào thét, thanh âm ô ô rất là thê lương. Bên trong thạch phòng, Thiên Ngân cùng tình nhi vẻ mặt đều là không cam lòng, không khí có chút ngưng trệ cùng đau thương. Tần Vũ vỗ vỗ vai tình nhi an ủi: "Chúng ta không phải là vĩnh viễn không gặp lại, để đến lúc tu vi của muội và ta tăng lên, lúc đó quay về thăm gia gia cũng không muộn mà." Tình nhi cắn môi, giấu răng in sâu vào đôi môi nhỏ nhắn của cô bé, trên môi còn có chút đỏ hồng, dường như đang cố gắng nén đau thương. Nghe được Tần Vũ nói câu đó, liền không nhịn được, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn trên má. Thiên Ngân cười khổ một tiếng, trong lòng khổ não, cũng khó trách tình nhi bị thương như thế. Hơn 10 năm ở chung, nhất là từ nhỏ cô bé đã được Thiên Ngân cùng Tần Vũ quan tâm, hai người cũng là nhặt được cô bé nên rất cưng yêu chiều chuộng. Hôm nay tự nhiên nó đến phân ly, tự nhiên rất là bi thống. Tình nhi dùng rằng cánh tay áo Tần Vũ, trong mắt hiện lên vẻ cầu khẩn, phảng phất không muốn Thiên Ngân rời đi, khiến cho ai cũng phải động lòng. Chỉ là Tần Vũ đã sớm quyết định rời đi khỏi đây, căn bản không có nghĩ đến vấn đề Thiên Ngân có ở lại đây hay không, mà là khi Tần Vũ rời đi, Thiên Ngân tự nhiên không có lý do gì một mình ở lại chỗ này cùng tình nhi. Huống chi tình nhi vốn cực kỳ ỷ lại vào Tần Vũ, nhất định phải rời đi cùng Tần Vũ. Nghĩ vậy, Thiên Ngân cố nén đau thương trong lòng, đứng dậy đi ra phía ngoài, đẩy cửa phòng trước mặt, gió biển ào ào cuốn tới. Quanh thân Thiên Ngân tản ra vầng sáng màu vàng, mãnh liệt đẩy lùi các đợt sóng. "Ta đi, các ngươi ngày mai cũng sớm lên đường đi. Sau khi tu vi các ngươi đủ mạnh, có thời gian hãy đến Bát Dực Thành thăm ta." Khoát tay, phảng phất không nghe tiếng khóc của tình nhi trong thạch phòng. Hai đôi cánh sau lưng dang rộng, nhất thời đã biến mất trong gió. Một giọt nước trong suốt từ nơi hắn rời đi chậm rãi chảy xuống. So với những giọt nước mưa xung quanh không giống, nó lóe sáng.
Tần Vũ ôm Tỉnh Nhi đang thất thanh khóc, trong lòng nhàn nhạt cảm giác ly biệt âu sầu. Cuồng phong bên ngoài gầm thét như đồng cảm với người bên trong này. Nước mưa theo gió hắt vào phòng, mưa đã to dần. Trên thảo nguyên rộng lớn, chỗ ngọn núi cao xuyên tới tận mây, trông như một thanh kiếm cô độc cắm giữa thảo nguyên uy lẫm. Một cung điện màu vàng quang mang lập lòe, nửa như màu vàng, nửa như màu trắng, thập phần thần bí. Xa xa nhìn lại, cung điện này giống như đang bay bổng giữa không trung. Loại cảm giác thần bí này khiến trong lòng mỗi người quan sát đều bị áp bức, có cảm giác như phải quy thuận. Đây là một cung điện thật lớn, nếu tại trên cao nhìn xuống có thể thấy thoạt nhìn bên ngoài là một tổng thể rộng lớn, nhưng trên thực tế lại chia làm mấy khu vực. Phía trước cung điện nguy nga trắng lệ, quang mang màu vàng xung quanh khiến người ta chói mắt. Đại môn cao 3 trượng làm người ta có cảm giác bản thân chỉ như một con kiến nhỏ bé, không cẩn thận sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Tiến vào điện sẽ phát hiện bên trong này không lớn như bên ngoài, nhưng cũng khiến người khác phải kinh người, phảng phất như lạc vào mê cung. Khi bước vào đại môn, cảm giác như bước vào một không gian hoàn toàn khác. Sau khi đi thẳng từ đại môn, cửa chính có thể cảm nhận được chỗ lồi ra lõm vào so với bên ngoài giống nhau. Đi vào sâu bên trong sẽ thấy hậu điện, trước mắt nhất thời sáng bừng lên, ngàn vạn đóa hoa mộng ảo phiêu phủ trong hoa viên. Một cây đại thụ cao tận trời, thậm chí sắp vượt qua độ cao của cung điện. Bên trong hoa viên có một ao nước, bên trái là cây cổ thụ, gió nhẹ thổi qua tràn ngập mùi hương hoa cực kỳ thư thái. Đại thụ to lớn mấy người ôm không xuể, dưới đại thụ có một cái bàn ngọc, bên cạnh là một người trẻ tuổi đang dùng bữa. Chiếc bàn cơ hồ trong suốt, trên mặt bàn là cơ hồ các loại hoa quả thực vật. Phía sau kim phát nam tử là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, nhẹ nhàng nắm bả vai hắn. Nữ tử thân vận bộ áo lụa mỏng, hai khỏa bồng đào trắng nõn. Hai khỏa bồng đào như ẩn như hiện trong bộ áo mỏng. Hai tiểu đậu màu đỏ nhu nhú dưới lớp sa y, da trắng muốt, hai chân thon dài lồ lộ. Tóm lại là người con gái này khiến người khác phải mê người, làm cho người ta vọng tưởng không thể kiềm chế. Kim phát nam tử chậm rãi uống rượu, con ngươi thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, thoạt nhìn thần thái cực kỳ cương nghị. Phối hợp với đôi mắt hẹp dài, làm cho người khác nhận ra ngay nam tử này là người có dũng có mưu, một cô khí thế không giận mà nghiêm không ngừng tỏa ra. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt kim phát nam tử, cung kính quỳ xuống cúi đầu, không dám nhìn nữ tử đằng sau. Kim phát nam tử một lời không nói. Kim phát nam tử lông mi bỗng nhúc nhích, lạnh lùng nói: "Ngô Man, chuyện gì vậy?" Đế quân, Thiên Ngân đã trở lại." Kim phát nam tử trầm ngâm một lúc, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ, phất tay: "Trước tiên cho hắn về Bát Dực Thành, thông chi cho kẻ dưới chiếu cố hắn làm cho tốt." Thân ảnh nọ gật gật đầu, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Kim phát nam tử lại cầm chén rượu lên, kinh ngạc nhìn hoa sen trong hoa viên dần dần nở, hốt nhiên lộ vẻ tươi cười, lắc lắc đầu quát khẽ: "Tiếp tục cho ta." Nữ tử phía sau ẩn chứa nước mắt phiến động đôi cánh sau lưng, lại nắm lấy bả vai hắn đấm bóp, mà đôi cánh của nàng lại chính là màu phớt hồng. Cũng trong lúc đó: "Vũ ca ca, chúng ta đi đâu đây?" Tình Nhi theo sau Tần Vũ, hai người dọc theo hướng đông của Tử Hải, dọc theo bờ biển cứ thế mà đi. Tần Vũ ngước lên nhìn trời, trầm ngâm nói: "Chúng ta trước tiên ở lại đây đã, sau khi nghe ngóng tình hình thiên giới, sau đó mới quyết định đi đâu." Nghĩ đến bản thân hắn không có cánh, Tần Vũ trong lòng có chút lo lắng. Nếu Tư Nhi cũng chuyển sinh tới thiên giới, nếu cũng giống với mình đều không có cánh, sợ rằng cũng bị vứt vào vùng hoang vu nào đó rồi. Cho nên Tần Vũ mới gấp rút rời khỏi nơi đó, mau chóng tìm cho được mọi người. Đến lúc đó có hắn ở bên cạnh chiếu cố, tu vi tu luyện của bọn họ mới mau chóng tiến bộ được. Cũng vì thế trên đường đi sắc mặt hắn luôn có chút âm trầm. Trước khi rời ngôi nhà đá tâm tình vẫn là còn bình thản, nhưng mà sau lại nghĩ tới mọi người, Tần Vũ trong lòng có chút rối loạn. Tình Nhi mặc dù chỉ có 12 tuổi nhưng cơ thể đã phát triển rất nhiều, hai cái bồng đào trước ngực đã to dần, mặc dù mới chỉ to bằng nắm tay nhưng kết hợp với khuôn mặt tinh nghịch của cô bé cũng khiến người ta không thể kiềm chế. Đôi môi nhỏ nhắn động đậy, con người trong veo như nước nhìn Tần Vũ nũng nịu nói: "Vũ ca ca, Tình Nhi đi mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đã được không?" Tần Vũ gật gật đầu, vừa muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh nhắm về hướng Tình Nhi mà lướt tới.
chỉ thấy đạo thân ảnh kia sau lưng hai đôi cánh dài, một mái tóc đỏ hồng, sắc mặt trắng bệch nhưng khí thế lại rất sắc bén. Tình Nhi chỉ thấy một cảm giác lạnh như băng truyền khắp toàn thân, trước mắt đã xuất hiện một nam tử sắc mặt trắng bệch, không khỏi bị dọa cho hoảng sợ, thét lên một tiếng vội trốn sau lưng Tần Vũ. Còn nam tử kia lại như bóng với hình, lướt mình đuổi theo tới. Tần Vũ trong mắt lóe ra ánh phẫn nộ bừng bừng, hừ nhẹ một tiếng, quanh thân nhất thời bộc phát ra quang mang màu bạc, từng đạo vầng sáng màu bạc, nhìn như thể chất thực sự, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn rộng ra. Đó chính là lĩnh vực hỗn độn tinh thần. Bạch diện nam tử đó tốc độ rất nhanh, hai đôi cánh đồng thời vẫy động, trong nháy mắt liền tiến vào trong lĩnh vực của Tần Vũ. Chợt hoảng hốt phát hiện ra thân mình giống như bị sụp lún vào trong vũng lầy, thân ảnh lập tức ngưng động chậm hẳn lại. Tần Vũ đúng vào lúc này đột nhiên nhích động, đánh ra một quyền, bạch diện nam tử kia tức thì bị tống bay đi, miệng trào máu tươi. Khóe miệng Tần Vũ lộ ra một tia cười khinh thường. Với tu vi của hắn hôm nay đã đạt tới tinh vân hậu kỳ, cho dù là chống lại thiên nhân ba cánh cũng rất ung dung thoải mái, lại há phải sợ một tên thiên nhân hai cánh nho nhỏ hay sao? Mặc dù cảnh giới phân cấp so với kiếp trước giống nhau, đơn giản chỉ là tăng thêm hai chữ hỗn độn, nhưng tu vi của kiếp này cùng kiếp trước không giống nhau. Tinh vân hậu kỳ của kiếp trước thử đem so sánh với kim đan hậu kỳ, đơn giản là uy lực mạnh hơn rất nhiều, mà tinh vân hậu kỳ của kiếp này lại có khác biệt về bản chất. Không nói trước đây, Tần Vũ hao tốn mất 15 năm khổ công tu luyện đã tạo được nền tảng vững chắc này. Vẹn vẹn chỉ là hai chữ hỗn độn này đã thể hiện được công quyết lúc này của hắn, mặc dù cũng là tinh thần quyết, nhưng về bản chất cùng với kiếp trước không giống nhau. Hỗn độn khí chính là lực lượng cao cấp nhất trong vũ trụ, vậy mà từ trước tới nay chưa người nào có thể chuyên biệt có công quyết riêng để tu luyện hỗn độn khí. Phải biết rằng linh tính của hỗn độn khí so với hồng mông linh khí còn mạnh hơn rất nhiều, tưởng muốn chuyên biệt tu luyện hỗn độn khí hầu như là chuyện không thể làm được. Còn Tần Vũ, một là ban đầu vì đi vô danh không gian tìm kiếm giải cứu đám người Hồng Quân, thứ hai cũng nhờ may mắn trùng hợp mới có thể khống chế được một phần hỗn độn khí. Nhưng nói như vậy cũng không phải hắn ta có thể hoàn toàn thao túng khống chế lực lượng này. Có đôi khi cái gọi là vận mệnh này rất kỳ diệu, thiên đạo mờ ảo như có như không, rồi lại tràn ngập trùng hợp khéo sao liền gặp cơ hội. Đúng lúc vô danh không gian sụp đổ khiến cho một đám người toàn bộ chết đi, Tần Tư bị đánh lén tới chết lại là sự kích động rất lớn đối với Tần Vũ. Còn hơn nữa, khi hắn vứt bỏ toàn bộ tu vi, tinh huyết bản thân luyện chế Tu La Kim Nguyên Bảng, lại cảm ứng được hỗn độn khí thành tựu được hỗn độn nguyên thần sau này. Tất cả các thứ này nhìn có vẻ như không có mối liên quan gì, trùng hợp, sao liền liên kết với nhau thành một chuỗi. Mới có thể chuyển thế giúp cho hắn có điều kiện sáng tạo ra tiên thiên thật lớn. Cuối cùng, thông qua chuyển thế, hắn đã thành tựu nguyên thần hỗn độn tiên thiên, điều đó cũng thể hiện ra sự ưu ái của thiên đạo. Tại sao đánh nén ta? Tần Vũ dùng một phần tinh thần lực đem nam tử đang phun huyết đó trói buộc lại. Tình Nhi giơ nắm tay nhỏ bé trắng tinh lên, trên mặt lộ ra thần sắc uy hiếp cực kỳ đáng yêu, sẵng giọng nói: "Nam tử kia chết đến nơi còn không biết." Nhìn thấy bộ dáng của Tình Nhi lúc này, không nhịn được trong đôi mắt vẻ tham lam hiện rộ rừng rực. Toàn thân Tình Nhi dưới ánh mắt nhìn kinh dị của hắn đâm ra hoảng hốt, trong lòng sợ hãi, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ống tay áo Tần Vũ, khuôn mặt xinh xắn nhất thời sụ xuống. "Ngươi dám giết ta sao? Cha của ta chính là đại tướng Kim Tư, dưới quyền của Tử Dực Thiên Vương, biết điều thì ngoan ngoãn giao cô gái này ra cho ta, chuyện hôm nay bỏ qua, không truy cứu ngươi." Tần Vũ thương hại nhìn nam tử ánh mắt vẫn say mê, nhìn chằm chằm vào Tình Nhi phía sau mình, quả thực là không còn biết sống chết là gì. Cảm nhận được Tình Nhi ở phía sau đang phập phồng căng thẳng, hắn ôn nhu nói: "Tình Nhi, nhắm mắt lại." Tình Nhi gật đầu nghe lời, nhắm hai mắt lại. "Tử Dực Thiên Vương lại như thế nào?" Tần Vũ khinh miệt nhìn thoáng qua nam tử, truyền âm nói: "Rốt cuộc xem ra lần đầu tiên ta động tay trong cái thế giới này, ngươi thật vinh hạnh, là người đầu tiên ta giết chết từ khi tới thiên giới đến nay." Chỉ thấy quang mang màu bạc đang trói buộc nam tử đột nhiên bùng lên, nam tử ngay cả thét lên cũng không kịp, đã biến thành màn bụi xám bay biến mất. "Được rồi, không phải sợ nữa, hắn đã bị ta đánh chạy rồi." Vỗ vỗ đầu Tình Nhi, Tần Vũ cũng không nói ra sự thật đã giết chết nam tử.
Tiểu nha đầu mới 12 tuổi, hắn cũng không muốn để cho nàng sớm cảm nhận được ý nghĩa của sự siết chóc. Tình Nhi mở mắt, cẩn thận quan sát kỹ càng xung quanh một vòng, bộ dáng rất là đáng yêu, le lưỡi, hãy còn sợ hãi, trong lòng nhìn Tần Vũ nói. Vũ ca ca, người này thật là kỳ quái, tại sao một câu không nói, không gì đã bắt ta rồi. Tần Vũ cười cười, không có đáp lời. Tiểu nha đầu này càng ngày càng xinh đẹp, một khi tiến vào địa phương có người, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều nam nhân mơ ước sắp tâm mưu mô, không thể lường được. Từ từ, nàng sẽ hiểu rõ sự tàn khốc của thiên giới. Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta mau đi đi. Dẫn Tình Nhi lập tức hướng về phía trước đi tới. Nói đến cũng kỳ quái, thiên nhân của thiên giới, tu vi cũng không phải quá cao. Đương nhiên, cánh chân người càng nhiều, tu vi cũng đúng là càng kinh khủng. Thiên nhân mỗi lần tăng thêm một đôi cánh chim, tu vi của nó sẽ gia tăng gấp đôi. Bốn đôi cánh là mức giới hạn. Mặc dù chưa có chính thức cùng thiên ngân đánh nhau, nhưng Tần Vũ biết thiên ngân khôi phục lại tu vi đích xác cực kỳ kinh khủng. Ít nhất trước mặt mà nói, không phải tầm cỡ hắn có thể đối phó được. Điểm cổ quái của thiên giới ở chỗ, đối với thiên nhân bất luận tu vi thấp như thế nào đi nữa cũng có thể vô cánh phi hành được, khác biệt chẳng qua là tốc độ phi hành. Còn Tần Vũ không có cánh, mà mặc dù trước mắt tu vi có thể so với thiên nhân ba cánh, thế nhưng không cách nào phi hành. Tình trạng này khiến trong lòng hắn rất buồn bực. Nếu như không phải lĩnh vực hỗn độn tinh thần có thể khống chế thao túng phạm vi phương viên 5 dặm, hắn chỉ sợ rằng ngay cả thuấn di cũng không thể nào làm được. Có điều là lĩnh vực hỗn độn tinh thần này cực kỳ hao tổn tinh thần lực. Với tu vi tinh vân hậu kỳ của hắn hiện giờ, gần như cố gắng duy trì thời gian khoảng uống xong một chung trà cũng sẽ không còn sức để tiếp tục kiên trì nữa. Dùng để đi đường cho nhanh thì lại quá mức uổng phí. Hôm nay sau khi hai người rời khỏi nhà đá, hoàn toàn dựa vào hai chân bước đi, Tình Nhi thấy Tần Vũ không thể phi hành cũng gọi là giúp đỡ hắn. Vì thế tốc độ di chuyển chậm đi phần nào. Hai người sáng sớm rời khỏi Từ Hải, thẳng hướng đông mà đi. Đến lúc bầu trời tối đen, khó khăn lắm mới trông thấy xa xa một cái hắc điếm dần dần hiện ra trước mắt. Tình Nhi hoan hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhắn phấn khích đỏ bừng. Vũ ca ca, phía trước là một cái thôn trang, ta có thể nhìn thấy. Tần Vũ gật đầu, cũng thoáng có chút thương phấn nói. Chúng ta đi nhanh nhanh đi, tới cái thôn kia hãy nghỉ ngơi. Thấy thôn trang, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Nguyên vốn là sau khi đi một ngày đường, thân tâm cũng có chút mệt mỏi. Lúc này nhìn thấy bóng dáng khu người ở, sức lực tăng lên 10 phần, nhắm phía trước chạy tới như bay. Đứng ở bên ngoài thôn trang, ánh mắt của Tần Vũ thoáng nhìn trách lên sườn núi phía đông. Nơi đó là một mảng hoa biển, liên hoa của Hải Dương. Nghĩ đến bản thân mình cũng từ trong liên hoa đó sinh ra đời, trong lòng hắn có phần khó chịu đựng mùi vị này. Phương thức sinh sản này của thiên nhân khiến cho hắn có một thứ cảm giác kỳ dị. Bị Tình Nhi phấn khích lôi kéo cánh tay, hai người dọc theo một con đường nhỏ ven thôn đi vào phía trong. Thôn xóm này không lớn, khoảng chừng chỉ có hơn 10 gia đình. Trong nhà đá và nhà cỏ lóe ra một vài tia sáng, không biết là vật gì chiếu sáng. Hai người vừa mới tiến vào thôn, liền có người lớn tiếng hỏi. Các ngươi cần cái gì? Tần Vũ nói. Hai huynh muội ta đi ngang qua nơi này, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm. Thanh âm kia trầm mặc một chút, cự tuyệt nói. Tối nay không được, chúng ta nơi này đang gặp nguy hiểm, bị băng phong thú tập kích, các ngươi ở lại đây sẽ vững tay vững chân. Dưới ánh sáng mở tối, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trước mặt Tần Vũ, sau lưng sừng sững hai đôi cánh, xem ra tu vi cũng không cao lắm. Nam tử trên mặt bị vài vết sẹo, trong bóng tối lộ ra vẻ có chút kinh khủng. Tình Nhi nắm chặt cánh tay Tần Vũ, trên mặt lộ ra ánh mắt sợ hãi. Cặp mắt to tròn lại tò mò nhìn chăm chú vết sẹo trên mặt nam tử. Từ khi sinh ra mãi cho đến lúc rời khỏi căn nhà đá, Tình Nhi chỉ thấy qua hai người, một người là Thiên Ngân, một người tự nhiên là Tần Vũ, ở tại Tử Hải, nơi hiếm thấy người ở. Địa phương này là nơi thiên nhân tộc ruồng bỏ, từ trước đến nay cũng chưa từng có người ngoài đi qua. Mà buổi chiều đã gặp được một tên nam tử kia, lại không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt dại gái say đắm nhìn nàng. Hôm nay nhìn thấy gã nam tử mặt sẹo này, lòng hiếu kỳ của nàng càng hết sức mãnh liệt. Tần Vũ đánh giá nam tử một lúc, cười nói: "Ngươi sao biết chúng ta ở chỗ này sẽ vững tay vững chân, nói không chừng có thể sẽ hết lòng giúp các ngươi thì sao?" Nam tử mặt thẹo bĩu môi nhàn nhạt nói: "Ngươi hai người vừa nhìn đã biết vẫn còn là hài tử, trên người không có sát khí chút nào, căn bản là không giống người đã trải qua giết chóc,
không chừng lát nữa nhìn thấy băng phong thú kia, chỉ sợ rằng bị dọa đến hai chân phát run, đứng không vững ấy chứ. Tần Vũ cười cười chẳng ư hử gì cả, trong lòng vừa có chút bội phục nhãn lực của nam tử này, vừa có hơi cười cười giễu cợt nam tử đã nhận xét lầm hai người. Từ khi chuyển thế đến bây giờ, hồi xế chiều giết chết một nam nhân kia đúng là người thứ nhất. Dĩ nhiên trên người của hắn sẽ không hiện ra sát khí, thế nhưng không có nghĩa là Tần Vũ sợ hãi. Hắn ở kiếp trước chính là trải qua một đoạn đường chiến đấu giết chóc, cuối cùng mới thành tựu được trường khống giả. Người bị giết chết nhiều vô số kể. Nếu như nói hắn không dám giết người, những lời này nếu như truyền về nhân giới, sợ rằng đám người Hồng Mông sẽ cười mà chết. Không có sát khí không có nghĩa là không dám giết người, càng huống chi bị giết không phải là người. Kỳ quái, thiên giới như thế nào lại có quái thú vậy? Tần Vũ có chút khó chấp nhận, trong thiên giới chẳng lẽ cũng có thứ yêu thú tồn tại sao? Nam tử mặt thẹo thoạt nhìn tự hồ là rất thẳng tính, nghe câu nói của Tần Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười, từng vết sẹo nhăn nhíu lại càng lộ ra vẻ đáng sợ hơn. Nếu tiểu huynh đệ khí khái như vậy, Cam Vân tất nhiên không thể ngăn trở các ngươi, giờ cũng nên theo ta nghỉ ngơi một lúc, tới nửa đêm cùng nhau đánh giết băng phong thú. Dứt lời xoay người về phía trước, dẫn đầu đi vào thôn. Tần Vũ dẫn Tình Nhi đi ở phía sau cười nói, đúng rồi, ngươi còn chưa nói băng phong thú kia là cái thứ gì. Nam tử mặt thẹo tự xưng là Cam Vân sắc mặt buồn bã nhẹ giọng nói, thiên giới mặc dù là thiên hạ của thiên nhân chúng ta, nhưng là nơi này cũng có rất nhiều chủng tộc khác, chẳng hạn như là Tu La tộc trước mặt Tử Hải, còn có những yêu thú khác giống như thế có thể tu luyện được. Bọn yêu thú này chiếm cứ ở trên núi và bên ngoài thôn làng, thường xuyên xuất hiện tập kích thiên nhân, lấy thiên nhân làm thức ăn. Ước vạn năm đến nay, thiên nhân tộc chúng ta đều là liều mạng chiến đấu cùng chúng, mới dần dần đuổi chúng ra khỏi thảo nguyên, chạy tới trên núi. À đúng rồi, tiểu huynh đệ, sao ngươi không có cánh vậy? Xem mặt của ngươi rõ ràng là tộc nhân của thiên nhân tộc chúng ta, nhưng lại không có cánh, thật khiến cho người ta kỳ quái à. Tần Vũ cười cười không có giải thích, cũng không biết nên giải bày như thế nào. Cam Vân thấy hắn không nói rõ lý do, cũng không có hỏi nữa, đi tới một căn nhà đá chính giữa thôn, đẩy cửa đi vào bên trong. Căn nhà đá không lớn, Tần Vũ bước vào, đảo mắt nhìn qua bên trong, có 6 đại hán đang ngồi xung quanh một đống lửa. Tình Nhi bíu lấy ống tay áo của hắn, đôi mắt đen nhánh tò mò nhìn xung quanh. Nào, lại đây, ta giới thiệu một chút về tiểu huynh đệ cùng muội muội của hắn đi ngang qua nơi này, muốn nghỉ chân một chút. Cam Vân vỗ vỗ vai Tần Vũ, bộ dạng thân thiết khiến hắn có chút không thoải mái mà cau mày. 6 đại hán đang quan sát Tần Vũ cùng Tình Nhi, thấy Cam Vân trịnh trọng giới thiệu như vậy, đều đứng dậy tiếp đón Tần Vũ, đồng thời nhiệt tình mời hai người ngồi xuống. Mà Cam Vân sau khi giới thiệu hai người Tần Vũ, chẳng biết vì sao không có giới thiệu tên của 6 đại hán kia, trực tiếp ngồi phía bên trái Tần Vũ. Chẳng biết bọn họ bàn nhau chuyện gì, trong thạch phòng hương khí nồng nặc cực kỳ mê người. Chỉ là Tình Nhi đến tựa hồ khiến cho mọi người quên là đang thưởng thức mỹ thực. Vừa mới ngồi xuống đã chăm chăm nhìn Tình Nhi đang ngượng ngùng. Tiểu huynh đệ, tựa hồ không phải thiên nhân, vì sao không có cánh à? Ta cũng là lần đầu tiên thấy người không có cánh. Ngồi bên cạnh Cam Vân là một người mái tóc dài. Vừa dứt lời, 5 người còn lại đưa mắt mê mẩn từ Tình Nhi nhìn sang người Tần Vũ, ánh mắt lộ vẻ nhàn nhạt đề phòng. Tần Vũ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cũng là Cam Vân thấy hắn có điều gì khó nói liền vội vàng đỡ lời. Tần Vũ huynh đệ, sao lại không phải là người thiên tộc được? Có lẽ hắn bị trọng thương, bị đứt cánh, không thể khôi phục. Hắn cười cười, vết sẹo trên mặt lại nhăn lên, quay đầu hỏi, đúng không Tần Vũ huynh đệ? Tần Vũ gật gật đầu không nói gì. Các ngươi hỏi cái gì? Ý, mùi gì thơm vậy? Tình Nhi bên cạnh hắn vẻ mặt tò mò nhìn trên đống lửa có vật gì đó màu đen đen, có chút nhíu mày. Thấy Tình Nhi nhăn mày, Cam Vân bên cạnh nhìn 6 vị đại hán cùng một ý, ha ha cười to nói, tiểu cô nương đừng xem thường, nó nhìn không đẹp thế nhưng mà ăn rất thơm. 6 người kia cũng ha ha cười to vẻ mặt đồng tình. Cam Vân đưa tay cầm thiết côn cắm vào vật bên trên đống lửa vốn đang bốc cháy đỏ bừng, phảng phất không cảm giác được nhiệt lượng trong đó, tay cầm cái vật đen đen trên thiết côn đó chìa ra mời, các ngươi đừng xem thường, chỉ vì bắt được con vật này mà cánh tay của lão hắc suýt chút nữa bị phế đi rồi. Cam Vân chỉ tới một đại hán bên cạnh, chỉ thấy trên cánh tay phải của hắn có một vết thương sâu đến tận xương,
trên miệng vết thương vẫn còn máu chảy ra nhẹ nhẹ. Tình Nhi nhìn thoáng qua Tần Vũ, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh nghịch lộ ra vẻ mặt thèm thuồng, lại có chút sợ sệt, không ngừng quan sát vật đen đúa kia. Tần Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua vết thương trên tay lão Hắc, tiện tay nhận lấy vật màu đen trong tay Cam Vân hỏi: "Lão Hắc bị thương sao không dùng lực lượng bản thân tự khôi phục?" Thiên nhân tu luyện vốn là luyện lực lượng bản thân, đôi cánh phía sau hàm chứa nguyên lực mà ngày thường bọn họ khổ tu. Theo lý thuyết, bọn họ không thể dễ dàng bị thương, mà nếu có bị thương, khẳng định sau một lát sẽ hoàn toàn khôi phục. Tần Vũ nghi hoặc nhìn vết thương của lão Hắc, trong lòng thầm kinh ngạc. Thấy Tần Vũ quan tâm, lão Hắc tự hồ phi thường cao hứng, sắc mặt cũng hiện nét hòa khí, khàn khàn nói: "Đây là vết thương do không minh thú tạo ra, có thể khắc chế nguyên lực của chúng ta, cho nên chúng chỉ có thể để từ từ cho nó khép lại thôi." Những người này hình như thường xuyên bị thương, thương thế như vậy cũng không thèm để ý tới. Bọn họ đều là có bộ dạng không quan tâm nói: "Chỉ cần 7 ngày sẽ lành, nào nào nào, chúng ta uống rượu." Mỗi người đều từ trong ngực móc ra một vò rượu. Cam Vân lấy cho Tần Vũ một vò, cũng định đưa cho Tình Nhi, nhưng lại bị Tần Vũ ngăn lại. "Tình Nhi còn nhỏ, không thể uống rượu, tất cả dồn hết cho ta đi." Mà Tình Nhi đang cẩn thận ngắm nghía, lôi kéo cái vật màu đen kia, lại thầm nghĩ có thể nhấm nháp một phen, rồi lại có vẻ như ghê sợ, nhăn mũi. Cam Vân gật gật đầu, thấy bộ dáng Tình Nhi nghịch ngợm cái vật màu đen trên tay nàng, bộ dáng rất buồn cười, bèn dùng tay bóc nấy lớp màu đen bên ngoài cười nói: "Đây là thịt không minh thú, các người tới thật đúng lúc lão Hắc cùng Hùng Ưng hôm qua lên núi gặp không minh thú, mới có thể nhấm nháp loại thịt ngon như thế này chứ." Vừa nói, tay vừa đưa miếng thịt đã bóc lớp vỏ bên ngoài cho Tình Nhi, bản thân cũng cầm một miếng cứ như vậy mà gặm. Tình Nhi nửa tin nửa ngờ tiếp nhận một miếng thịt, thoạt nhìn rất bắt mắt, một mùi hương nồng nặc phả vào mũi, không nhịn được quay về bên cạnh Tần Vũ nói: "Vũ ca ca, huynh ăn trước một miếng đi." Tần Vũ trong lòng biết cho tới bây giờ cô bé chưa có ăn qua loại thịt này, trong lòng có chút tò mò, cũng không có nói gì, cười nghiêng đầu cắn một cái. Thịt không minh thú cảm giác rất là mềm, cắn một cái mùi vị thơm nồng, thịt vào đến miệng là tan ra rất đậm đà. "Đúng, ăn rất ngon, Tình Nhi ăn nhiều một chút đi." Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, không thể tưởng tượng được trong một sân thôn như vậy cũng có thể tìm được loại thịt thế này, không khỏi nhìn thoáng qua bọn Cam Vân. Mà Cam Vân cùng lão Hắc, sáu người bây giờ đã đứng lên, cứ uống một ngụm rượu lại cắn một miếng thịt. Trong nhất thời cả gian phòng rúc rích tiếng nhai. Tình Nhi ngày thường rất tin tưởng Tần Vũ, thấy hắn nói như vậy cũng không hề do dự, huống chi mùi thơm nồng kia đã khiến bụng cô bé sâu lên không thể kiềm chế. Mở miệng cẩn thận cắn một cái, chỉ thấy toàn thân thư thái, rốt cục không cần để ý tới hình tượng, vội vàng ăn ngấu nghiến. Tần Vũ còn lại là tranh thủ cơ hội quan sát bọn người lão Hắc, chỉ thấy mấy người đều có hai đôi cánh, thân thể tráng kiện, thoạt nhìn cực kỳ có uy thế. Mà hắn có cảm giác Cam Vân cùng lão Hắc so với năm người còn lại là mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù đều là hai đôi cánh, nhưng hơi thở trên hai người này phát ra so với những người khác cường đại hơn. Hơn nữa, từ thái độ của năm người xem ra Cam Vân và lão Hắc là đầu lĩnh. Mà Cam Vân cho hắn cảm giác mãnh liệt nhất, người này chắc chắn sắp đột phá ba đôi cánh, sau lưng phía dưới đã mọc ra hai cục thịt, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra. Một khi đột phá ba đôi cánh, tu vi của Cam Vân nhất định sẽ tiến lên rất nhanh, cho dù là chống lại sáu người bọn lão Hắc, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng bị thua. Nghĩ vậy, trong lòng Tần Vũ có chút so đo, dù sao hắn với người thiên giới này cũng chẳng quen biết ai, muốn ở chỗ này có thể nhanh tìm ra bọn Tần Tư, chỉ bằng vào bản thân hắn thì hoàn toàn là không thể. Mà bọn người Cam Vân tuy nói là tu vi còn thấp, nhưng Tần Vũ trước đây cũng là trưởng khống giả, nhất là trong quá trình khôi phục tu vi, hồi phục lại cánh cho Thiên Ngân, hắn cũng đã tham gia rất nhiều. Muốn nâng cao tu vi của bọn Cam Vân tuy nói có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không làm được. Lúc này mọi người đã vỗ vỗ bụng về mặt thích thú. Tần Vũ trầm ngâm một lát, nhìn mặt Cam Vân nói: "Thôn này tổng cộng có bao nhiêu người?" Cam Vân kinh ngạc nhìn Tần Vũ đáp: "Tổng cộng không quá 100 người, mà bọn ta là những người duy nhất có khả năng bảo vệ ngôi làng này." "Không phải thôn của các người thường xuyên bị yêu thú tập kích hay sao? Vì sao không rời khỏi đây?" Cam Vân nói: "Cũng đã sớm chuẩn bị rời đi, đợi lần này đánh lui được yêu thú, chúng ta sẽ chuyển qua một ngôi làng khác, lực lượng phòng vệ cũng tương đối mạnh." Tần Vũ à một tiếng nhàn nhạt nói:
các ngươi tuổi cũng còn trẻ, tu vi cũng không phải là cao lắm, còn có cơ hội phát triển. Chẳng lẽ sau này cứ một mực ở lại thôn trang nhỏ bé này sao? Cam Vân sắc mặt trịnh trọng, đứng lên nhìn Lão Hắc và mọi người, thấy trên mặt bọn họ có chút ngưng trọng, lại thoáng mỉm cười nhìn Tần Vũ chần chừ nói: chúng ta nghĩ trợ giúp người trong thôn, nơi này cũng gần với phủ Kim tướng quân, nếu vận khí tốt may mắn có thể làm việc cho Kim tướng quân thì tiền đồ vô lượng. Hắn thở dài một hơi, chỉ là trong mắt hắn rõ ràng biểu lộ không hy vọng lắm về việc này, thậm chí là đã chuẩn bị cho việc bị cự tuyệt. Tần Vũ mỉm cười nghe Cam Vân nói, trong lòng biết bọn họ sợ tu vi cao thấp bị cái người Kim tướng quân kia không để vào mắt. Nghĩ đến Kim tướng quân, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới ban ngày đã giết chết một nam tử. Nghĩ đến bộ dáng lang sói của tên kia, đối với Kim tướng quân cũng khinh bỉ vài phần. Nghĩ tới cũng sắp phải ra ngoài, sáu người tức thì cùng nhau bàn bạc, lớn tiếng thảo luận cái gì đó, như thế nào có biện pháp ra mắt Kim tướng quân. Trong lúc nhất thời, trong căn nhà đã náo nhiệt vô cùng. Thấy Tần Vũ mang bộ mặt trầm tư, Cam Vân trong mắt hiện lên một đạo quang mang, nhưng lập tức lại trở lại bình thường. Đang ồn ào thần thức, Tần Vũ đột nhiên phát hiện ngoài thôn trăm dặm có trận trận hơi thở mãnh liệt truyền đến, lập tức đứng lên quát: bên ngoài thôn có cổ quái. Bọn người Cam Vân nghe thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc, trên mặt lộ ra thần sắc nửa tin nửa ngờ, mở cửa phòng hướng ra ngoài bay đi. Tần Vũ kéo Tình Nhi theo phía sau, xa xa phía tây ngô làng thấy mấy trăm bóng đen thật lớn từ mặt đất chui lên, giống như động đất khiến mọi người không đứng vững. Tất cả mọi người ở yên trong nhà, không đi ra ngoài. Cam Vân lớn tiếng hô, nhìn thanh thế kinh người phía trước của đám yêu thú, sắc mặt liền trắng bệch, hơi thở cũng khó khăn. Vẻ mặt của bọn Lão Hắc cũng khó coi, nhìn thoáng qua đã có mấy trăm bóng đen tiếp cận, liền nhìn nhau lộ ra thần sắc sợ hãi. Tình Nhi ngược lại bình tĩnh vô cùng, kéo ống tay áo Tần Vũ, trong đôi mắt ánh lên quang mang, nhìn vào đêm tối đang có hàng trăm điểm sáng lập lòe, đúng là một chút cũng không sợ. Tần Vũ nghi hoặc nhìn Tình Nhi bên cạnh, thần sắc vẫn rất bình tĩnh, tò mò hỏi: nhiều yêu thú như vậy, Tình Nhi không sợ sao? Tình Nhi gật gật đầu, ngọt ngào cười nói: có Vô Ca Ca tại đây, Tình Nhi một chút cũng không sợ. Lúc này Cam Vân đã đi tới, thấy hai người còn có tâm tình đùa giỡn, sắc mặt lo lắng nói: các ngươi nên đi nhanh đi, hôm nay có chút kỳ quặc, lại có nhiều yêu thú như vậy, xem ra chúng ta hôm nay lành ít dữ nhiều rồi. Tần Vũ huynh đệ, mau mang theo Tình Nhi rời khỏi đây đi. Tần Vũ đứng thẳng, nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Cam Vân, phảng phất lời nói này có chút nhiệt tình, thấy hắn có chút sợ hãi mới thản nhiên nói: các ngươi chỉ cần để ý tới đám yêu thú, không cần quan tâm đến hai người chúng ta. Cam Vân lúc này cũng không có cách nào bận tâm tới hai người, thấy Tần Vũ nói như vậy cũng không tiếp tục nói nữa, lắc lắc đầu nhanh chóng đến bên cạnh bọn Lão Hắc. Phía tây thôn là một mảng thảo nguyên, phương đông xa xa có rất nhiều thiên liên bao quanh thôn. Thảo nguyên cực kỳ rộng rãi, có thể nhìn xa ngàn dặm, khiến lòng người khoan khoái hẳn lên. Nếu là ngày thường, thôn trang này có vị trí rất tốt, cuộc sống tại đây khẳng định là cực kỳ thoải mái. Thế nhưng cho tới bây giờ, thảo nguyên phía tây cũng là con đường mang đến cái chết. Cam Vân cùng Lão Hắc sắc mặt khó coi, nhìn khoảng cách của bọn họ so với yêu thú không đến 2 dặm. Thật sự không nghĩ ra yêu thú này tại sao lại rời bỏ đại bản doanh trên núi đánh úp xuống thảo nguyên này. Kỳ lạ thật. Lão Hắc nhìn đám yêu thú ngày càng tiến gần, hận hận nói: yêu thú vốn không có trí tuệ, chắc hẳn hôm nay có người chỉ huy mới có thể có chiến thuật như vậy. Cam Vân gật gật đầu, về mặt nghiêm túc nhìn phía trước, thoáng thương cảm nói: hôm nay sợ rằng chúng ta không thể thoát thân. Ưng Phong, trong chúng ta người có tốc độ nhanh nhất, bây giờ mau đi vào thôn, đưa toàn bộ trẻ con mang đến Thạch Lâm thôn. Chúng ta ở chỗ này ngăn cản có thể cho ngươi một chút thời gian. Một người quay lại nhìn Cam Vân, một nam tử thân thể có chút yếu nhược, lắc lắc đầu về mặt cương nghị cự tuyệt nói: chúng ta sợ rằng ngay cả một lần tấn công của bọn chúng cũng đỡ không được, căn bản không cách nào cứu người. Chúng ta cả đời huynh đệ, muốn chết thì cũng chết một chỗ đi. Cam Vân sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói: hồ đồ, trẻ con thôn này đều là con cháu chúng ta, có thể cứu ra một người thì tốt một người, cho dù có chết cũng đáng, nếu lỗ mãng như vậy chết có ý nghĩa gì đây? Hắn tử được gọi là Ưng Phong kia không có nói gì nữa, thần sắc đã quyên quyết, xem ra đã quyết định cùng bọn Cam Vân chiến đấu với bọn yêu quái. Tần Vũ chắp tay ra sau, thong thả đứng phía sau bọn người Cam Vân. Những lời bọn họ nói hắn đều đã nghe hết, sắc mặt Tình Nhi có chút buồn bã,
lắc lắc cánh tay Tần Vũ, nhẹ giọng cầu khẩn nói: Vũ ca ca, bọn họ đều là người tốt, huynh cứu bọn họ có được không? Tần Vũ cười nói: Tình Nhi, như thế nào biết bọn họ là người tốt đây? Tình Nhi gãi gãi đầu tự hỏi một hồi rồi nói: Bọn họ cho chúng ta ăn, lại cho chúng ta chỗ nghỉ ngơi, chính là người tốt rồi. Trong lòng Tần Vũ thầm khen Tình Nhi có tấm lòng lương thiện, hơn nữa sớm đã có ý định như vậy, chỉ là bây giờ chưa phải lúc ra tay, bèn nói: Yêu thú này rất hung mãnh, Tình Nhi không sợ Vũ ca ca gặp phải nguy hiểm sao? Không sợ. Tình Nhi rất vui vẻ, trên mặt lộ ra tập phần tin tưởng Tần Vũ rồi nói: Vũ ca ca lợi hại nhất, nếu Vũ ca ca bị thương, Tình Nhi cũng phải cùng đám quái vật màu vàng đó liều mạng. Nhìn đôi mắt Tình Nhi như có sắc thái mộng ảo, trong lòng Tần Vũ phảng phất như bị lay động, trong lòng như bốc lửa. Đối với Tình Nhi, Tần Vũ đã coi là muội muội nên hết mực quan tâm, trong lòng đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải mang Tình Nhi về nhân giới. Nghĩ đến Lập Nhi cũng rất thích một tiểu muội muội hoạt bát đáng yêu như vậy. Một tiếng vang động trời truyền đến, bọn yêu thú đã tới trước mặt Cam Vân. Mấy trăm yêu thú thân thể khổng lồ tạo thành vòng tròn, khí thế cực kỳ kinh người. Phía trước là một con yêu thú cực lớn, toàn thân lông bao phủ đều có kim quang lè lè, có bốn răng nanh, đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người, một đạo nước miếng trong suốt đọng trong miệng đỏ lòm của nó. Mỗi một yêu thú đều cao ba thước, ngoại trừ kim mao yêu thú đầu lĩnh kia thì đám yêu thú còn lại đều có lông màu trắng. Mấy trăm con mắt phóng quang mang lập lòe, làm cho người ta nhìn thấy mà sởn gai ốc. Cam Vân cầm trong tay một trường đao, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đón đầu kim mao yêu thú. Trường đao quét tới đâu, quang mang trắng lóa xuất hiện tới đó, mang theo hơi thở khó nhọc đánh về phía đầu kim mao yêu thú. Kim mao yêu thú thấy vậy liền há miệng phát ra tiếng kêu ken két kinh khủng, sau đó hai chân trước giơ lên, móng vuốt sắc nhọn cực lớn vồ lấy Cam Vân. Tình Nhi mặc dù vẫn như trước không sợ, nhưng nhìn thấy khí thế khẩn trương trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, cánh tay nhỏ bé quấn chặt lấy tay Tần Vũ sợ hắn rời khỏi, toàn thân cực kỳ khẩn trương. Tần Vũ vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh quan sát bọn Cam Vân cùng lão Hắc nghênh chiến, không chút động đậy. Phanh! Cam Vân phảng phất như chém vào da con yêu thú, một tiếng hổ gầm nhất thời phát ra, một đạo máu tươi theo cổ tay hắn chảy xuống. Bản thân hắn bị lực phản chấn cực lớn đẩy bay lại phía sau. Đỉnh đầu kim mao yêu thú bốc lên một ngọn hỏa tinh, mặc dù một đao của Cam Vân không có ảnh hưởng, nhưng khiến nó rất đau đớn, lên nổi hung tính, thấp giọng hống một tiếng, lắc lắc cái đầu, trong con người phát ra một đạo hung quang, giận dữ nhìn Cam Vân. Cam Vân bị bật lại đằng sau, đôi cánh lập tức giang rộng, càn không khí phiêu phủ giữa không trung cùng yêu thú giằng co. Bọn lão Hắc một bên cũng không có binh khí, nhưng nắm tay cực kỳ cứng rắn, nhất là bọn họ vốn tu luyện bản thể, toàn thân cứng rắn cực kỳ, hơn nữa còn có đôi cánh sau lưng, thân ảnh cực nhanh, bóng người bay qua chỗ nào nơi đó huyết nhục đầy rẫy, cực kỳ oanh liệt. Kim mao quái thú trừng mắt nhìn Cam Vân một lát, toàn thân đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt, cái miệng đỏ ngầu chậm rãi mở ra, một khối băng tinh xuất hiện. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh toát, nhất là Cam Vân khi thấy băng tinh xuất hiện trong miệng yêu thú thì phảng phất như bị điểm huyệt, chỉ thì thào nói: Kim mao băng thú, kim mao băng thú, khó trách lại có thiên tinh. Khi thấy băng tinh kia xuất hiện thì đồng tử Tần Vũ đột nhiên co lại, thần thức quét qua phiến băng tinh đó, trong lòng thầm chấn động, âm thầm nghĩ: đây là vật gì mà có thể cứng rắn như vậy, còn hơn cả là dùng huyền hoàng chi khí để luyện chế tàn tuyết, nếu dùng vật này để luyện khí thì... Tần Vũ trầm ngâm một lúc cũng là chấn kinh, trong đầu hiển hiện hình ảnh một siêu việt tiên thiên hồng mông minh bảo. Đúng vậy, thậm chí là cao hơn cả tàn tuyết. Chạy mau, lão Hắc! Một tiếng kêu thê lương vang lên khiến cho Tần Vũ bừng tỉnh, đã thấy thân thể Cam Vân cơ hồ trong phút chốc đã bị băng tinh xuyên thấu, thân thể bay xa về phía sau. Mà thanh âm mới chỉ vừa dứt trong tai mọi người, có thể thấy được tốc độ của băng tinh nhanh kinh người. Nghe được tiếng kêu của Cam Vân, lão Hắc hai tay nhất thời chắn trước ngực, lập tức trên người xuất hiện hơn 10 vết thương, mà đôi cánh của hắn nhất thời cũng bị yêu thú làm cho rách nát, thoạt nhìn đã cực kỳ thê lương. Trong mắt Tình Nhi mang theo lệ quang, thấy bọn lão Hắc bị thương, Cam Vân sống chết chẳng biết, cô bé cắn môi, thân ảnh chợt lóe lên vọt tới trước. Mà Tần Vũ mới chỉ vừa mới bừng tỉnh, thấy Tình Nhi đã vọt lên trước, trong lòng cả kinh, vội vàng đánh ra một quyền phách tới phía trước kim mao yêu thú. Tần Vũ ra tay tất nhiên là không phải bình thường,
Tuy nói là trước mắt hắn mới chỉ là tinh vân hậu kỳ, khó khăn lắm mới có thể chiến thắng thiên nhân ba cánh, cũng là hắn nỗ lực phát lực mới có thể làm được. Nhưng nếu là tinh thần biến, nhất là lại dùng hỗn độn khí để tu luyện, uy lực đương nhiên cực lớn. Kim Mao yêu thú thoạt nhìn cũng tương đương với thiên nhân ba cánh thượng đẳng, có khi so với thiên nhân bốn cánh cũng không hơn kém bao nhiêu. Thân ảnh Tần Vũ di động, trong lúc đó đã đem hỗn độn tinh thần lực hoàn toàn mở ra. Năm thức quanh thân hoàn toàn bao phủ bởi tinh thần lực, mà trong khoảng năm thức đó hắn chính là vua. Cho dù là tới bốn cánh, toàn thân tu vi lúc đó bạo phát, trong lúc này cũng không thể phá được tinh thần lực do hỗn độn khí tạo thành này. Không có cách nào phá được tinh thần lực đặc biệt này. Bạch quang chợt lóe lên, trong nháy mắt Kim Mao yêu thú đang ngậm cam vân, đang bị thương trong miệng, quay lại nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cười lạnh, nếu nó đã đột phá đẳng cấp 4 cánh thì hắn cũng có chút kiêng kỵ, nhưng nếu là 3 cánh đỉnh cao thì đối với hắn mà nói không cần phải sợ hãi. Trong chớp mắt, Tần Vũ đã phi tới bên cạnh Kim Mao yêu thú, một đạo quang mang lóe ra nhanh như chớp, băng tinh trong miệng Kim Mao yêu thú nhằm ngực Tần Vũ mà phóng tới. Trong mắt Tần Vũ hiện lên vẻ khinh thường. Trong hỗn độn tinh thần lực, tất cả đều do hắn quyết định. Tuy nói hôm nay lĩnh vực mới hình thành, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần dựa vào lĩnh vực này, đại ca Hồng Mông cùng nhị ca Lâm Mông chống lại hắn cũng không thể thắng. Quả nhiên như hắn tính toán trước, băng tinh khi tiến vào phạm vi cách hắn 5 thước liền không thể tiến tới, phiêu phủ trong tinh thần lực. Tới trước mặt Tần Vũ thì dừng lại hoàn toàn. Đưa tay cầm lấy băng tinh, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, ra tay nhất thời xuất hiện một lớp băng. Một cỗ băng khí lạnh vô cùng theo hai cánh tay trực tiếp tiến tới đan điền. Kim Mao yêu thú thấy Tần Vũ tay không cầm băng tinh, không khỏi giống lên như sấm. Một đạo âm thanh thê lương từ trong miệng nó phát ra, tự hồ vang vọng khắp nơi, phảng phất như ra lệnh chỉ còn có 20 yêu thú vây quanh bọn lão hắc, số còn lại đang đằng sát khí hướng về phía Tần Vũ. Chúng còn chưa tiến đến, sát khí ghê người đã lập tức truyền tới. Tần Vũ dùng toàn bộ tâm lực ngăn cản khí lạnh từ băng tinh truyền đến. Tinh vân trong đan điền không ngừng xoay tròn, từng đạo tinh thần lực thông qua ngân hạch bạo liệt mà phóng đến. Giờ phút này, hàn khí lạnh kê người đã làm tê cứng bả vai của hắn, cả cánh tay bị một lớp băng bằng bạc bao lấy, xa xa nhìn lại như là khối băng có chút hoa mỹ. Tần Vũ lại không có chút nào cảm thấy đẹp cả, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Từng đạo tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng tiến tới bả vai hắn, chậm rãi chống lại hàn khí. Oanh oanh oanh, mấy trăm yêu thú cùng nhằm về phía Tần Vũ trong nháy mắt đánh vào hỗn độn lĩnh vực tinh thần. Bên trong lĩnh vực tinh thần điên cuồng phát ra âm thanh trầm muộn. Tần Vũ bức được hàn khí thoát ra ngoài, thở ra một hơi, toàn thân đã khống chế, tiện tay đưa băng tinh vào trong túi ngực. Từ khi hắn tiến vào thiên giới này, ngay cả chữ vật giới cũng không có, chỉ là tiện tay cất vào trước ngực. Cũng không biết quần áo hắn làm bằng chất liệu gì mà băng khí lạnh như vậy cũng không ảnh hưởng, cũng không thấy băng khí bên ngoài. Nghĩ đây là bộ quần áo do thiên ngân cấp cho, trong lòng hắn không khỏi ấm áp. Yêu thú tiến vào bên trong lĩnh vực tinh thần của hắn không đến 10. Hình thể yêu thú quá mực to lớn, cho nên phần lớn yêu thú là đứng bên ngoài. Con ngươi đỏ rực chăm chú quan sát Tần Vũ. Một cỗ hơi thở bạo ngược từ đám yêu thú phát ra, lông màu trắng dần biến thành màu đỏ. Tiếng gầm thảm thiết của Kim Mao yêu thú phảng phất thanh âm đoạt mạng, thúc giục đám yêu thú toàn bộ hướng Tần Vũ mà công kích. Một tiểu yêu thú đã tiến vào bên trong lĩnh vực tinh thần, đã đem tinh thần không gian phá tới, mà yêu thú bên ngoài không ngừng dồn dập đánh tới, khiến Tần Vũ không tự chủ được bạo khởi tinh vân trong đan điền, ngân hạch sinh ra tinh thần lực mạnh mẽ. Lúc này Tình Nhi cùng bọn lão hắc đã thoát khỏi vòng vây của bọn yêu thú, đều lui về phía sau Tần Vũ đả tọa điều thức. Phốc, mấy trăm con yêu thú thay phiên nhau đánh tới. Tần Vũ kiên trì nhưng cảm thấy tinh thần lực trong đan điền cũng không có cách gì cầm cự lâu hơn. Hỗn độn tinh thần không gian cũng không có cách nào bảo trì lâu hơn, phun ra một ngụm máu tươi bắn ra. Bọn yêu thú đang trong lĩnh vực, trong nháy mắt công kích Tần Vũ. Bọn Tình Nhi phía sau không kịp cứu viện, tình huống có vẻ cực kỳ nguy khốn. Mắt nhìn bóng vuốt yêu thú đã tới gần Tần Vũ, Tình Nhi một bên thét chói tai, đồng thời điên cuồng chắn trước mặt Tần Vũ, ngăn cản bóng vuốt. Sáu người bọn lão hắc lộ ra vẻ kinh hãi đều tiến tới, lại không biết làm gì, không khỏi gầm lên. Đến đây thì một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Một cỗ lực lượng kinh khủng không thể hiểu từ chân người hắn tản ra. Lực lượng phẫn nộ cùng bạo ngược giống như núi lửa vô sắc, tất cả bằng thú toàn bộ biến thành tro tàn.
Tần Vũ thấy nguy cơ trước mắt đã không còn, thu khí, lập tức khoanh chân ngồi xuống, phục hồi tinh thần lực. Bọn người lão hắc lại rất kinh hãi, nhìn Tuấn Hành đứng trước Tần Vũ, vui mừng khôn xiết nói: Cam Vân, nguyên lai là ngươi, không có việc gì. Wow, tiểu tử ngươi đã thăng cấp ba cánh, trời ạ. Tình Nhi trên mặt cũng mang theo thần sắc cảm kích, nhìn thoáng qua Cam Vân, chạy đến bên cạnh Tần Vũ, kinh hãi nhìn chung quanh. Đứng ở trước mặt Tần Vũ đúng là Cam Vân, ở xa xa vừa mới bị băng tinh xuyên qua trước ngực. Chỉ thấy hắn lúc này ngoài hai đôi cánh sau lưng đã có thêm một đôi cánh nhỏ, xung quanh tản ra nhũ quang màu trắng. Nghe bọn lão hắc gọi, Cam Vân quay đầu, ánh mắt lộ ra tình cảm sâu đậm, cười nói: Ta đây đâu có chết dễ dàng như vậy, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau giết hết đám tộc trùng này. Vừa nói, quanh thân hắn đã mạo liệt quang mang, trong nháy mắt đã giết chết ba yêu thú. Đã thấy Cam Vân chẳng những không chết, ngược lại tu vi lại tiến xa, bọn lão hắc có chút trầm ngâm, dũng khí lập tức được tăng cao, đều nhảy vào trong đám yêu thú, huyết nhục bay đầy trời. Tần Vũ khoanh chân tọa thiền, vận chuyển tinh thần biến, tinh vân trong đan điền quay quanh hỗn độn lực, tứ phía như bị thôn phệ, không ngừng hút vào trong cơ thể. Trung tâm ngân hạch dần dần bạo động, ngân quang lòe lòe. Tình Nhi về mặt khẩn trương nhìn Tần Vũ, thấy trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, khóe miệng mang theo một tia huyết khí, trong lòng đau xót, không khỏi hối hận, lúc trước đã cầu khẩn Tần Vũ ra tay hỗ trợ. Kim Mao yêu thú tựa hồ có chút lý trí, thấy Cam Vân vừa mới bị nó làm bị thương, nay chẳng những khôi phục tu vi lại còn tiến bộ, ngửa mặt lên trời thét vang. 200 yêu thú còn lại đều không để ý tới bọn lão hắc, liền điên cuồng xông tới công kích Cam Vân. Mà nó bây giờ lại gắt gao nhìn Tần Vũ đang điều tức, bay nhanh tới phía hắn. Cam Vân bị yêu thú cuốn lấy, tuy nói là đám này tu vi cực kỳ bình thường, nhưng là số lượng rất nhiều. Cho dù là hắn mới đột phá ba cánh, công lực tăng lên gấp đôi, nhưng cũng không thể thoát ra đi cứu viện Tần Vũ, cuống quýt hét lớn. Tốc độ của Kim Mao yêu thú cực nhanh, chỉ mới vài bước đã tới trước mặt Tần Vũ, đôi vuốt cực lớn quật mạnh tới hắn cùng Tình Nhi. Tình Nhi vốn thấy Kim Mao yêu thú chạy tới, trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh hoàng, nhưng lại quay đầu nhìn thấy Tần Vũ đang ngồi nhập định ở đằng sau, thì chẳng biết vì sao trong lòng cô bé đột nhiên tràn ngập dũng khí. Nhìn thật sâu Tần Vũ, tựa hồ như muốn khắc sâu nét mặt này trong lòng. Tình Nhi cắn môi, nét mặt như thiên sứ nay đã có nét kiên định, đôi cánh dang rộng giống như thiên nga đánh về phía Kim Mao yêu thú. Phanh! Kình khí giao nhau liền xuất hiện hàng loạt tiếng nổ, thân thể yếu ớt của Tình Nhi trong nháy mắt bị móng vuốt nọ đánh bay xa vào trong thôn, đánh sụp một tòa nhà, sống chết chưa rõ. Mà móng vuốt của Kim Mao yêu thú như trước cực nhanh đánh đến Tần Vũ, tựa hồ như nhất định và đánh cho người trước mặt này thành tương mới có thể giải tỏa mối hận trong mắt nó. Chỉ là Tần Vũ sao có thể cứ như thế bị nó đánh chết, vừa rồi bị thương cũng là vì bảo vệ bọn lão hắc mới một mình ngăn cản mấy trăm tiểu yêu thú. Lúc này dưới tác dụng của hỗn độn lực, thương thế của Tần Vũ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hồi phục như cũ. Tuy nhiên vẫn chưa có mở mắt là bởi vì trong cơ thể đang có phát sinh biến hóa cực lớn. Khoanh chân ngồi đó, tinh vân bên trong đan điền xoay nhanh hẳn lên, ngân hạch trong tinh vân rất nhanh tách ra, một thành hai, hai thành bốn, so với trước không giống. Tất cả ngân hạch toàn bộ đều tách ra, tinh vân trong nhất thời cứ một mảng ngân quang sáng lạn. Khi Kim Mao yêu thú tập kích cũng chính là thời khắc mấu chốt của đột phá. Nếu lúc này dừng lại, rất dễ bị hỗn độn lực phản lại mà tinh vân hỏng mất. Cũng chính là lúc này, Tình Nhi không tiếc tính mạng mà ngăn cản yêu thú, cho hắn chút thời gian. Bàn tay cực lớn của yêu thú đã cách đầu Tần Vũ chỉ còn một cánh tay, yết hầu không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái, làm cho người ta có cảm giác như là đang hưng phấn. Phốc một tiếng, thanh âm trầm muộn đột nhiên truyền ra, Kim Mao yêu thú đang vui sướng con mắt nhất thời chuyển thành ngạc nhiên, không dám tin, cúi đầu nhìn trước ngực, một cái lỗ rất sâu xuyên thủng ngực nó, thậm chí có thể thấy đồng loại phía sau. Tần Vũ mở to mắt, một đạo ngân quang phát ra trong nháy mắt trở lại bình thường, khuôn mặt anh tuấn lộ ra thần sắc phẫn nộ quát: "Bạo!" Theo thanh âm của hắn, Kim Mao yêu thú cực lớn kia thân thể đột nhiên nổ mạnh, hóa thành đám huyết nhục, rồi lại cực kỳ quỷ dị phiêu phủ trong khoảng cách 5 thước xung quanh Tần Vũ, không có một giọt máu nào tràn ra. Tần Vũ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Kim Mao yêu thú chết thê thảm, thân thể bị phá nát trên không trung. Tần Vũ lúc này chính là muốn tìm kiếm Tình Nhi. Âu yếm cúi đầu, hỗn độn tinh thần lực trong bàn tay cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể của Tình Nhi, đằng đằng sát khí nhìn bọn quái thú đang vây quanh bọn Cam Vân cùng lão hắc.
Lúc này trên người Cam Vân đã dày đặc vết thương, mỗi lần thân thể di động đều có hơn 10 tia máu bắn ra, nét mặt tái nhợt, nhìn có vẻ như đã mệt mỏi quá mức rồi. Bọn lão hắc điên cuồng không ngừng công kích yêu thú bên ngoài, muốn tiến vào bên trong ứng cứu Cam Vân, nhưng yêu thú bị Cam Vân giết chết rất nhiều. Như trước, 100 thân thể khổng lồ vây quanh, căn bản không có chút cơ hội để tiến vào. Tần Vũ thấy thế, một tay nắm cánh tay nhỏ bé của Tình Nhi, xuất hỗn độn lực tiến vào trong cơ thể cô bé, giúp chữa thương. Tay kia vẽ trên hư không một vòng tròn, đồng thời quát: "Tất cả đều đi tìm chết đi!" Phốc, phốc, phốc. Theo tiếng thét của hắn, hỗn độn lực chung quanh cộng hưởng, từng đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt bao vây lấy đám yêu thú. Mà đám yêu thú này thân thể cũng giống kim mao yêu thú, toàn thân đột nhiên đóng băng, thân thể bị phá nát. Trong chớp mắt, toàn bộ yêu thú đã hóa thành đống thịt vụn. Cam Vân cùng bọn lão hắc ngây ngốc chứng kiến mọi việc, tựa hồ không tin được đám quái thú vốn đang vây công mình, phải cố gắng hết sức mới có thể bảo trụ tính mạng, nay đã hoàn toàn biến thành huyết nhục hết. Lúc này mới khó khăn nhìn Tần Vũ nuốt nước bọt. Cái này là thật ư? Lão hắc vỗ mạnh vào vai Cam Vân khó khăn nói: "Có đau không? Chúng ta không phải là mơ đấy chứ?" Cam Vân đau điếng, quát to, đột nhiên đá một cước vào mông lão hắc, khiến hắn bắn ra xa ngoài, mắng: "Đá ngươi một cước đấy, có đau không?" Trong khi mọi người cười ha ha, lão hắc cười trừ đi tới bên cạnh Tần Vũ, trộm liếc qua Tình Nhi, trong lòng hắn chỉ thấy sắc mặt cô bé đã hồng hào trở lại, xem ra thương thế đã có chuyển biến. "Tình Nhi thế nào rồi?" Cam Vân cũng đã đi tới, trên mặt có chút áy náy cùng khẩn trương, nhìn kỹ nét mặt của Tình Nhi, giống như thân hình toàn bộ đều tản ra khí thế mê người. Tần Vũ liếc mắt nhìn Cam Vân nhàn nhạt nói: "Không có việc gì, thương thế trên người cô bé đã hồi phục, chỉ là không biết vì sao tinh thần bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, phải điều chỉnh lại một phen." Cam Vân thở dài, trong lòng vốn khẩn trương nay đã bình thản trở lại, vẻ mặt cảm kích nhìn Tần Vũ nói: "Đêm nay phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, chúng ta e rằng bây giờ đã không còn tồn tại nữa, trở thành huyết nhục rồi. Làm hại Tình Nhi tiểu cô nương đáng yêu như vậy, thật sự xin lỗi." Không đợi hắn nói xong, Tần Vũ khuất tay lạnh lùng nói: "Không cần nói nhiều, tìm một gian phòng để cho Tình Nhi nghỉ ngơi một chút." "Được, tốt, tốt, để ta tìm." Cam Vân gật gật đầu, liếc lão hắc cẩn thận nói: "Quay lại nhà ta nghỉ ngơi đi, chính là nơi chúng ta vừa uống rượu ăn thịt đấy." Tần Vũ gật đầu, mặt không chút thay đổi, thân ảnh đột nhiên đã biến mất, trong chớp mắt lại xuất hiện trước căn nhà đá của Cam Vân, đẩy cửa tiến vào. Cam Vân trong lòng rung động cùng cực, nhìn bóng lưng Tần Vũ lẩm bẩm nói: "Người này rốt cục là địa vị gì đây, không có cánh cũng đã lợi hại như vậy, ta thấy cho dù là bốn cánh mà đánh với hắn một trận cũng rơi xuống thế hạ phong thôi." Lão hắc vẻ mặt đồng ý gật đầu, tự hồ nghĩ ra chuyện gì, thấp giọng nói: "Cam Vân, chúng ta không phải muốn đi đầu quân cho Kim Tư tướng quân sao? Không bằng như vậy, Tần Vũ này cũng rất lợi hại, chủ yếu là hắn tuổi còn trẻ, không bằng chúng ta đi theo hắn." Cam Vân trầm ngâm, ánh mắt lộ ra suy tư. Năm người phía sau cũng đang suy nghĩ, đề nghị của lão hắc làm cho bọn họ có chút chấn động. Thế nhưng là cũng không biết hắn nghĩ như thế nào đây. Ưng Phong đứng phía sau Cam Vân nhỏ giọng thầm thì, trên mặt có vẻ lo lắng không yên. Cam Vân ngẩng đầu nhìn về phía lão hắc, vừa nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn, tựa hồ đã quyết tâm, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Tần Vũ cùng bọn họ thời gian gặp nhau tại đây chỉ có nửa buổi tối, giữa mọi người cũng chưa hiểu rõ về nhau lắm. Đối với lai lịch của Tần Vũ, trong lòng Cam Vân hơi có chút vướng mắt, lẫn lộn dối như tơ vò. Không có cánh, tu vi cao thâm, tính tình lãnh đạm, những cái này đều khiến cho hắn cảm nhận được Tần Vũ rất là thần bí. Hơn nữa Tình Nhi bên cạnh hắn tuổi còn trẻ cũng đã có tu vi hai cánh, quả thực khiến cho hắn vừa mơ ước vừa đố kỵ. Lúc này nhìn thấy lão hắc kiên quyết như vậy, tư tưởng của Cam Vân cũng dao động phần nào, do dự một hồi trầm giọng nói: "Nếu mọi người đều không thể quyết định, chúng ta đây giơ tay biểu quyết, ai đồng ý đi theo Tần Vũ giơ tay lên." Xẹt xẹt xẹt, năm cánh tay thô đen giơ lên, chính là Cam Vân, lão hắc, Ưng Phong, một gã hán tử đen đúa cường tráng và một hán tử sắc mặt trắng bóng. Cam Vân nhìn lão hắc, hai người nét mặt đồng thời lộ ra nụ cười, giơ nắm tay lên cùng một cái, thản nhiên nói: "Dã Lang và Băng Vân chủ trương như thế nào?" Hai gã hán tử không có giơ tay biểu quyết, sắc mặt khó coi nhìn năm người, trong đó một gã đại hán trên trán mọc ra một nốt ruồi đen đứng lên bất mãn nói:
chúng ta dù sao cũng là thiên nhân hai cánh, khổ cực tu hành mấy chục năm, nhưng làm sao không tiến bộ như thế, vậy mà lại muốn đi theo một đứa nhỏ sao? Hắn tu vi cao. Ưng Phong ở phía sau gã nam tử, sắc mặt trắng nõn, thấp giọng nói. Tu vi cao lại như thế nào đây? Tóm lại ta không cam lòng đi theo một đứa bé, như vậy tốt hơn là vẫn ở lại canh giữ thôn trang. Đại hán nốt rửa đen càng nói càng kích động. Lúc trước chúng ta 7 người, nhưng là nói tự mình có cơ hội thăm viếng Mạc Hương Thư Uyển. Sau này chúng ta muốn làm anh hùng của thiên nhân nhất tộc, đi cướp đoạt mỹ nữ của Tu La tộc. Các người cũng tốt lắm rồi, đi theo một tiểu hài tử, chẳng những không có khí phách, trên người hắn còn không có cánh, ngay cả thiên nhân cũng không tính là... Gió đêm thổi qua, đêm khuya có chút lạnh như băng. Đám người Cam Vân sắc mặt rất là khó coi, trong ánh mắt đều vô cùng ngưng động khó chịu. Nghe hắn tử nốt rửa đen phát ra những lời oán trách, Tần Vũ nhẹ nhàng đặt Tình Nhi lên giường, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của cô bé, trong lòng không có chút tạp niệm. Một cỗ ôn tình nhàn nhạt trong lòng hiện lên, nét băng lãnh con ngươi đen nhánh đã tiêu mất, nhường chỗ cho tia ôn nhu. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khiến Tần Vũ bừng tỉnh, có chút nhíu mày, không đợi bên ngoài gõ cửa liền nhàn nhạt nói, vào đi. Cam Vân cùng 5 người lão hắc lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, đã thấy Tần Vũ ngồi trên giường lộ vẻ mặt ôn tình, trong mắt hiện lên dị sắc. Có chuyện gì sao? Ở đây không cần các ngươi. Trên mặt Tần Vũ dần dần khôi phục nét lạnh lùng, trong lòng đối với những người này vẫn có chút oán giận. Dù sao nếu như không tới đây cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, mà Tình Nhi cũng không phải bị thương. Có điều là lưu lại cũng là do hắn quyết định, cho nên cái loại oán hận này kìm nén ở trong lòng của hắn không cho phát tiết, khiến cho hắn rất là khó chịu. Huống chi Tần Vũ cũng không phải là loại người không phân biệt thiện ác. Sau khi đi tới thiên giới, dần dần thích ứng với cuộc sống ở thiên giới, mặc dù đối với bọn không giống với chủng tộc loài người này, trong lòng vẫn có chút khúc mắc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự yêu quý Tình Nhi trong lòng hắn. Yêu chim yêu cả lồng, tự nhiên đối với những thiên thần xa lạ này cũng sẽ không ra tay bừa bãi. Suy cho cùng, hắn vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào trong thiên nhân. Dù sao sau khi chuyển sinh bị người ta ruồng bỏ, ấn tượng đầu tiên về thiên nhân cũng rất kém. Hơn nữa trước nay cùng Tình Nhi sinh sống tại ven bờ Tử Hải, nơi xa tiết mụt mù, không có bóng người nào, cho nên mới phát sinh loại cảm giác xa cách không hiểu nhau. Thề sống chết đi theo Tần Vũ đại nhân. Cam Vân thoáng trầm mặc, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Vũ. Theo hắn dẫn đầu, phía sau lão hắc 4 người cũng cực kỳ chỉnh tề quỳ xuống, sắc mặt rất là trịnh trọng. Tần Vũ ngẩn ra, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đánh giá cẩn thận đám người Cam Vân, phát hiện trên mặt 5 người trừ vẻ trịnh trọng ra thì nhìn không thấy biểu tình nào khác, không nén nổi rất đỗi kinh ngạc. Cam Vân lúc này cũng đang cẩn thận đánh giá Tần Vũ, lúc đầu quyết định đi theo hắn, trong lòng quả thực có chút không thoải mái lắm. Vừa nghĩ tới phải đi theo một tiểu hài tử, nét mặt già nua của hắn đã nóng như bị phát sốt, luống ca luống cuống. Nhưng lúc này quỳ trên mặt đất nhìn mặt Tần Vũ rất là bình tĩnh, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đều bình thản như nước, không khỏi lộ ra vài phần bội phục. Một tiểu hài tử bỗng nhiên có nhiều người như vậy thuần phục xin đi theo, đổi lại bất cứ là ai cũng phải có vẻ kinh ngạc và mừng rỡ chút đỉnh. Nhưng vẻ mặt bình thản trên mặt Tần Vũ lại chứng tỏ rằng có lẽ là hắn đã sớm dự đoán trước rồi, hoặc là hắn hoàn toàn xem thường việc thuần phục đám người này. Nghĩ tới đây, trong lòng Cam Vân ngược lại có chút thấp thỏm lo lắng, có chút căng thẳng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt phân tán dần dần kiên định lại, tay phải đặt ở ngực trái vị trí trái tim nói, Tần Vũ đại nhân, chúng ta 5 người sẽ vĩnh viễn thuần phục tùy tùng bên ngài, thay ngài lại bỏ hết thảy mọi chứng ngại. 4 người lão hắc cũng đều đặt tay phải ở ngực trái vị trí trái tim nói, thề phục tùng Tần Vũ đại nhân, vì đại nhân quét sạch hết thảy mọi chứng ngại vật. Tần Vũ đã sống qua vô số năm, sau khi trở thành trưởng khống giả lại càng thâm thúy trong việc đối nhân xử thế. Tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc vì những người này nhanh như vậy đã thuần phục cùng hắn, nhưng trên mặt trước sau vẫn duy trì vẻ bình thản. Nghe được đám người Cam Vân thể thốt như thế, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra một tia mỉm cười, dùng giọng điệu khoan thai nói, tất cả đứng lên rồi nói chuyện. Đánh giá Cam Vân, hắn biết những người này có thể thuần phục đi theo mình, công lao của Cam Vân nhất định là lớn nhất. Đám người lão hắc này chắc chắn là do bắt chước hắn theo hắn mà làm, thoáng có chút hiếu kỳ hỏi, Cam Vân, các ngươi không phải muốn đi thuần phục cho Kim Tư sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi chú ý vậy? Cam Vân trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngùng, thật thà nói,
đại nhân vì bảo vệ thôn trang mới làm hại Tình Nhi bị thương. Hơn nữa đại nhân tu vi tuyệt cao, chẳng những bảo vệ an toàn cho thôn trang, còn cho chúng ta may mắn còn sống, cho nên mới có cái ý nghĩ này. Hơn nữa kim tư nọ chỉ là nghe đồn, chúng ta cũng chưa nhìn thấy, cứ như vậy mà tùy tiện đến, có lẽ ngay cả mặt hắn cũng không nhìn thấy, huống chi còn không biết là hắn có để ý đến bọn ta hay không. Cho nên bọn ta đã qua thương lượng mới quyết định quy phục ngài. Thanh âm của hắn càng nói càng bé, vừa mới quỳ xuống thần phục cũng là cực kỳ mạo muội, nét mặt càng ngày càng không nhịn được. Bọn người lão hắc đứng dậy cũng là nhất tề cúi đầu. Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút nào tâm ý, thấy bọn họ chỉ có 5 người liền hỏi: còn 2 người nữa đâu? Cam Vân lướt mắt nhìn lão hắc, ý bảo lão trả lời. Lão hắc cũng không từ chối, nét mặt phẫn nộ, hận hận nói: hai cầu tử kia, mẹ nó đại nhân cái gì là mau đầu tiểu tử, không phải chân nhân, ta nhổ vào. Chỉ bằng đại nhân cứu tính mạng cả thôn cũng khiến lão hắc ta quy phục ngài rồi, là còn nguyện ý cái chó gì đi theo kim tư, ta xem bọn hắn có thể thành công hay không đây. Ngoại trừ Cam Vân, trên mặt 4 người kia đều rất tức giận, hiển nhiên là tức giận 2 người kia không cùng bọn hắn quy phục Tần Vũ. Tần Vũ cười cười, ánh mắt ôn hòa nhìn lão hắc nói: lão hắc quả nhiên nóng tính, người có trí, nếu bọn họ nói ta là mau đầu tiểu tử, chúng ta cũng không cần phải vì họ mà tức giận. Được rồi Cam Vân, thấy các ngươi trung nghĩa đều đủ, ta Tần Vũ hôm nay sẽ thu nhận các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ là đại tướng trong tay của ta. Ta tin sẽ không lâu nữa, các ngươi sẽ nhanh chóng thấy được sự đúng đắn trong quyết định của các ngươi. Trên mặt Tần Vũ lộ ra một tia hào khí, cái loại khí thế có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ này tản mát ra ngoài. Cam Vân lúc này mới phát giác trên người Tần Vũ mang theo một khí thế ngạo nghễ thiên hạ như vậy, trong mắt ánh lên tia mừng rỡ. Tần Vũ hài lòng nhìn thần sắc bọn Cam Vân, trong lòng biết bọn họ cũng là không tin tưởng lắm với một người ít tuổi như hắn. Sau khi nghe mấy câu đã không còn ý nghĩa đó, định nói thêm vài câu thì đằng sau truyền đến một thanh âm mê sảng: quyết định cái gì vậy? Mấy người nhìn nhau rồi lại nhìn Tình Nhi phía sau Tần Vũ, vẻ mặt mê hoặc ngồi dậy, khó hiểu nhìn mọi người rất là đáng yêu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.